Bây giờ xin mời bà con mình nghe bài viết của Nguyễn Định, Khách Trọ. Nếu phải đời là một quán trọ, mà chúng ta chỉ là những lữ khách dừng chân trong thoáng chốc rồi lại tiếp tục cuộc hành trình, thì quả thật rất đúng đối với tôi trong khoảng thời gian này. Tôi đang làm khách trọ trong căn nhà của mình với vợ và hai con, và rồi có thể phải ra đi không biết được lúc nào. Tương tự như trước đây, hàng trăm ngàn viên chức chính phủ và sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã ra đi sau 30 tháng 4 1975. Ngày tôi cầm giấy ra trại về trình diện công an phường nơi tôi cư ngụ, tôi đã cảm nhận được điều này. Tôi không phải là một công dân của nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa. Xạo hết chỗ nói, nên phường không tiếp nhận tôi. Họ bảo tôi lên ban quản huấn quận, và quận lại yêu cầu tôi lên xin phép ban quản huấn thành phố. Tôi lên ban quản huấn thành phố và xin được phép tạm trú tại nhà mình với lời ghi trên đơn, cho phép tạm trú tại thành phố 1 tháng nếu địa phương đồng ý. Văn thức này đầy máy móc và ngây ngô đến khó tưởng tượng được trình độ của hệ thống hành chính trong chế độ, xạo hết chỗ nói. Tôi thật sự biết mình đã mất nước, dù tôi vẫn là người Việt Nam. Cuộc sống của tôi quả thật rất nặng nề và cơ cực. Lương tháng của vợ tôi chỉ có 55 đồng, đủ mua 10 kg gạo giá thị trường. Nhà nước bán cho dân mỗi tháng một người được mua 3 kg gạo và 6 kg màu, bột mì hoặc mì sợi hay bo bo. Giá tiêu chuẩn là 4 đến 5 hào tùy từng tháng. Khẩu phần của gia đình tôi không đủ, vì chỉ có 3 nhân khẩu, vợ và 2 con. Tôi là người tạm trú, không có tiêu chuẩn lương thực. Với hoàn cảnh đó, tôi phải chạy xin việc làm. Nhưng xin ở đâu? Tất cả mọi thứ trên đời này đều do nhà nước quản lý. Tuy vậy, tôi vẫn cam tâm và kiên nhẫn đi xin rất nhiều cơ quan, công ty và bất cứ ở đâu. Câu họ nói với tôi vẫn là: ông thường trú ở đâu? Ông có mang lý lịch theo không? Muốn xin được việc làm là phải có lý lịch được công an phường chứng nhận có thường trú tại địa phương. Muốn được công an phường chứng nhận lý lịch có thường trú tại địa phương là phải có hộ khẩu thường trú tại thành phố. Muốn có hộ khẩu thường trú phải có việc làm. Muốn có việc làm phải có hộ khẩu thường trú. Thật là giản đơn, tôi đã phát hiện. Và rồi việc làm của tôi là ở nhà tìm tòi phát minh và sáng tạo phương án nấu bột mì hoặc mì sợi trộn rau muống sao cho bảo đảm ngon tốt, ít hao nước, tiết kiệm củi. Đặt chỉ tiêu vợ và con tôi đầy ra rồi rửa chén và quét dọn nhà cửa. Nhưng cay nghiệt làm sao, khó khăn ngày càng chồng chất thêm. Giá sinh hoạt mỗi ngày một tăng theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Gạo từ 6 đồng một ký đã vọt lên đến 12 đồng một ký. Củ mì, bắp 5 đồng một ký. Chỉ có lương là bảo đảm không tăng. Tôi chứng kiến một chị đi chợ đứng trước rổ khoai mì đã hỏi người bán: khoai mì này có nở không bà? Ai cũng thế, đi chợ mua thực phẩm chỉ hỏi có một việc là có nở hay không. Nở để về đủ chia cho các con đứa thêm vài miếng. Thật là cảm động rơi nước mắt. Dân miền Nam thật là cảm ơn cách mạng đã giải phóng. Ở nhà rửa chén mãi, rồi một hôm nhà tôi tình cờ gặp được bà bạn học ngày cũ. Có bố chồng là liệt sĩ cách mạng, nên ông chồng của bà vẫn còn làm việc trong xí nghiệp dược phẩm 26, đường Võ Tánh. Chồng bà nguyên là dược tá viên ngày trước, và ông đã làm đơn bảo lãnh xin cho tôi vào làm việc trong xí nghiệp dược phẩm 26. Lương công Nhật 2 đồng một ngày, không có tiêu chuẩn lương thực và nhu yếu phẩm, đường, nước mắm, 500 gram thịt mỗi tháng. Tại đây tôi được gặp lại những con người miền Nam thật sự, với mọi thành phần, trí thức và lao động, sang và hèn. Chúng tôi cư xử với nhau chân thật, không nghi kỵ và rất thân ái. Những khuôn mặt nụ cười mà tôi biết mình khó quên được, như cô Biền, thủ kho của xí nghiệp, anh Tư, trưởng toán điều chế và xét nghiệm, Tống Nữ, Minh Phú, Kim Anh, kế toán,
Thúy Hồng, Nga, Hoa, Yến của tổ điều chế. Công việc hàng ngày của tôi là rửa chai, lọ, những vỏ đựng chai rất nặng và ngày nào cũng thế. Mấy năm công nhân trẻ bốc dỡ giùm tôi. Tôi thật cảm động trước những tấm tình đó, những người mà trong đời chắc gì tôi còn diễm phúc gặp lại lần thứ hai. Nhưng tình trạng công nhật thật bấp bênh, hãy hết công việc là công nhật nghỉ làm. Một tháng có khi phải nghỉ đến vài tuần, và đặc biệt là cứ hàng tháng lại phải vác đơn lên công an xin tạm trú, và bao giờ câu cho phép vẫn là đồng ý cho tạm trú thêm một tháng chờ sắp xếp đi vùng kinh tế mới. Trong khi đó, công an khu vực cứ thường xuyên ghé vào hối thúc tôi đi kinh tế mới. Tôi làm việc cho xí nghiệp dược phẩm được khoảng 2 tuần thì phải thôi việc, vì xí nghiệp không còn nhu cầu. Tôi lại ở nhà tiếp tục sự nghiệp rửa chén quét nhà. Sáng tạo nấu cháo bột mì với rau muống hay mì sợi 5 món cho vợ con tôi. Hai con tôi hình như không muốn tôi đi làm vì có tôi ở nhà. Chúng có thức ăn ngon, không lo gặp bài vở khó. Nhưng quả thật cuộc sống đầy không khí khủng bố và đe dọa. Cứ mỗi sáng sớm, anh công an khu vực dạo qua trước cửa nhà tôi, nhìn trước nhìn sau rồi gõ cửa. Anh đã xin việc làm chưa? Anh có chọn điểm kinh tế mới nào chưa? Anh có gì cần địa phương giúp đỡ không? Tôi nghe đâu đó tin đồn là ở quận 10, ban đêm công an đã vào nhà bắt đi một số sĩ quan học tập cải tạo vừa được tha về, đem đi học tập trở lại vì họ không chịu đi kinh tế mới. Nhà tôi đã rất lo lắng về tin này và gửi tôi đi tá túc chính trị về đêm. Cảnh ngủ đường, ngủ chợ trở nên quen thuộc với tôi. Có những đêm tôi chui vào dưới bốn bánh xe vận tải để ngủ, hoặc chen chúc ở những bến xe nơi không bị kiểm tra hộ khẩu, và ngày xếp hàng bán chỗ cho khách trở nên nghề tay trái của tôi ở một số bến xe. Tư tưởng nhà tù lớn và nhà tù nhỏ đã đến trong cuộc sống thực tế với con người hôm nay trên xã hội miền Nam, mà cụ thể là những con người có dính dáng đến chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Những người ấy, những gia đình ấy là nạn nhân của mọi bất công, trù dập của khủng bố và đe dọa. Bên tai tôi luôn luôn văng vẳng câu nói của người trưởng công an phường: nếu hai bàn tay mày không đầy máu thì Mỹ Ngụy không gắn cho mày cái cấp bậc ấy trên vai. Cuộc sống của những con người như chúng tôi thật không có một chút gì bảo đảm, không có được một mảy may phản ứng dù chỉ là tự vệ, và có thể chỉ vài ba phút nữa người ta sẽ tới bắt đi mà không được quyền biết vì lý do gì. AK là luật pháp và công an là công lý. Những người đi học tập cải tạo về và cả bản thân tôi luôn luôn sống trong nỗi bàng hoàng và kinh mang như những ngày đầu ban mê thuộc rơi vào tay cộng quân. Thời gian này tin tức về những chuyến vượt biển được truyền bá rất nhanh. Tôi nghe vô số những câu chuyện về vượt biên, những trại tiếp cư ở Mã Lai, Hồng Kông, Thái Lan, Phi Luật Tân, Úc, Đại Lợi. Và song sau đâu đó, những căn nhà vắng chủ được công an tới niêm phong. Càng nghe càng xót xa và tâm hồn như nổi gai. Có lẽ không phải chỉ có tôi, mà là tất cả mọi người. Không một ai thích vượt biên, đem sinh mạng của mình ra đùa cợt với biển cả, hay là đành tâm bỏ lại vợ con, cha mẹ, tài sản, nhà cửa mà đã bao đời từ ông cha gầy dựng nên. Bao nhiêu kỷ niệm từ ấu thơ cho đến trưởng thành, để ra đi mà phần chết cầm chắc hơn là sự sống. Hàng đêm tôi vẫn lén nghe Đài Voa và BBC loan đi những bản tin về người tị nạn, cảnh hãm hiếp, hải tặc, chết đói, chết khát, mất tích, rất thương tâm. Sài Gòn bây giờ vẫn còn truyền khẩu câu nói của ông Ngô Công Đức về xếp loại trí thức, 3R và 3N. Trí thức 3R là giàu, gan, giỏi, và trí thức 3N là nghèo, ngu và nhát. Tháng 10 năm 1982, tôi có dịp xuống rạch Giá thăm một người dì bên vợ. Tại đây tôi gặp được một người bạn lính phe ta. Một buổi sáng chủ nhật, hai chúng tôi ra ngồi ở bến tàu trước tòa hành chánh ngày cũ, nhìn những con tàu bằng gỗ dài khoảng 8 mét,
hay 12 mét bị nhồi theo nhịp sóng vỗ như nút chai. Tôi liên tưởng tới những câu chuyện vượt biển bằng thuyền mà nhiều người đã ra đi. Lòng tôi bỗng nhiên se lại và nỗi hãi hùng không biết từ đâu đã kéo đến tràn ngập hồn tôi. Chỉ có 60% những người ra đi đến được bến bờ bình yên. Tôi mường tượng ra cảnh con tàu bị sóng nhận chìm trên biển, những bàn tay đưa lên hay là những tiếng thét của trẻ con, phụ nữ, cụ già không kịp kêu cứu trước khi chìm sâu vào lòng đại dương. Và rồi chồng con, cha mẹ mở to con ngươi nhìn cảnh vợ con, mẹ mình bị hải tặc cưỡng hiếp. Tôi băn khoăn tự hỏi, tại sao người ta lại có thể mạo hiểm với sinh mạng của chính mình? Sự đe dọa nào khủng khiếp hơn cái chết, hơn cả thảm trạng bị hãm hiếp cho đến chết, hay hãm hiếp rồi vứt xuống biển như một số các bản tin của những đài phát thanh mà tôi nghe được? Có phải những người bỏ nước ra đi đã hiểu rằng thảm họa mà họ sẽ phải chịu trên non nước này còn thê thảm và khủng khiếp hơn là cảnh bị hãm hiếp và cái chết chìm liệm ngộp thở trên biển cả mênh mông? Cột đèn của Sài Gòn nếu biết đi cũng đã đi. Câu nói của nhà nghệ sĩ tài danh này được đài vo loan đi trong chương trình 8 giờ 30 tối hôm nào như còn vang vọng trong tôi. Và có lẽ đó là sự diễn đạt mạnh mẽ nhất, chân thật nhất để trả lời câu hỏi tại sao trong lòng tôi. Cuộc sống của xã hội miền Nam mà tôi đang sống đã xuống đến tận cùng. Bột mì nấu cháo trộn với rau muống vẫn không đủ để ăn no. Bo bo nấu cháo vẫn chỉ để cầm hơi. Các chợ không có đủ để bán và dân miền Nam không có tiền để mua. Hãy tưởng tượng một gia đình 5 người. Chỉ có một lao động là công nhân, lương 45-55 đồng một tháng. Làm sao đủ tiền mua thực phẩm? Và dân Sài Gòn từ từ đem bán các đồ gia dụng, áo quần đã sắm từ trước, đồng hồ, hộp quẹt, Zippo, mùng mền, son chảo. Nghĩa là từ những cái nhỏ nhất cho đến những món to nhất có trong nhà đều đem ra bán. Một cái áo ngày xưa may vải 300 bạc, nay có thể bán 5-10 ngàn và khách mua là những bộ đội đảng viên, những người dân Bắc có quyền thế. Rắc của miền Nam là vàng của miền Bắc, quả thật không sai. Trong một lần khác xuống miền Tây, tôi chứng kiến những người buôn chuyền giấu 5 ký gạo, 20 hộp vịt, vài lít mỡ heo rải rác trên mui xe, dưới lườn xe để đem về Sài Gòn bán lại. Bị nhân viên thuế vụ xét bắt dọc đường, có người chỉ mất vài chục hộp vịt nhưng đã khóc sướt mướt vì vốn liếng của họ chỉ có thế. Người ta có thể mang gạo, mỡ, bột mì đi liên tỉnh, nhưng phải xin phép ty lương thực của tỉnh hay quận huyện và không được phép quá 5 ký lô. Buôn bán đã chết, tất cả đều do nhà nước quản lý. Những hãng xe đò của tư nhân trước đây nay đã sang tên thành công ty xe khách miền Tây, thành phố hoặc công tư hợp doanh mà dân miền Nam dịch là của tôi họ dành. Ngoại trừ chợ trời quần áo cũ và những người buôn thúng bán mũng, bán chui ở các chợ. Tuy nhiên, dù là ở tỉnh hay tại Sài Gòn, chợ trời quần áo cũ vẫn là nghề tương đối còn sống được. Và nhộn nhịp nhất là khu chợ cũ Huỳnh Thúc Kháng, khu chợ Hàm Nghi, khu nhà lòng chợ Sài Gòn. Giữa những thảm trạng đó của xã hội, dân miền Nam còn gánh thêm gánh nặng, gia đình cách mạng vô cùng nặng nề. Gia đình có công với cách mạng, gia đình liệt sĩ, thương binh, gia đình chính sách, tuyển dụng công nhân, thi tuyển đại học hay trường chuyên nghiệp, xin cho con theo học mẫu giáo, mầm non cấp 1, 2, 3, đều ưu tiên cho gia đình cách mạng trước. Dân lao động miền Nam không dính dáng gì tới chế độ cũ là ưu tiên năm, còn gia đình con em của viên chức chế độ cũ, con sĩ quan học tập cải tạo đều không thuộc diện chính sách. Nghĩa là chính quyền cách mạng không cần quan tâm, chế độ không cần nhân tài, chỉ cần trung thành, chế độ không quan tâm trật tự xã hội và công lý, chế độ chỉ thi hành chính sách đền ơn cho những người có công với cách mạng trước đây. Sinh hoạt của người Sài Gòn và đám tù cải tạo là vậy, nhưng còn bộ mặt Sài Gòn chợ lớn gia đình thì sao?
Nếu có ai trong chúng ta có dịp vào thăm khu dân sinh, đối diện với cảnh sát quận nhì ở khu dân sinh vào những năm 56 hay 59, hoặc là đầu thập niên 1960, chắc hẳn còn nhớ từng sập áo quần, đồ lặt son, tủ bàn bày bán trong khu chợ này. Một cách nói khác, nếu có ai đi ngang khu chợ cá nổi tiếng Trần Quốc Toản mà trong lòng mang những cảm giác và ý nghĩ gì, thì Sài Gòn Chợ Lớn Gia Định ngày hôm nay còn bê bối hơn 10 lần, còn bệ rạc hơn cả bãi rác chợ Trần Quốc Toản rất nhiều. Viết như vậy, khách ngoại quốc hay những người bỏ Sài Gòn ra đi vào năm 75 sẽ không thể nào tin được, và sẽ kết án là tôi đang bôi nhọ hòn ngọc Viễn Đông một thời của họ. Thôi thì xin mời quý vị hãy về khu cư xá Thanh Đa, nơi được coi là có tổ chức nhất, vì nơi đó hầu hết là dân Sài Gòn. Nhưng những ngôi nhà nào do cán bố miền Bắc chiếm ngụ thì sẽ được trang hoàng bằng những dây phơi quần lót, áo thun bộ đội, áo lót đàn bà đầy đủ màu sắc rực rỡ bay phất phới trên các lan can hành lang, mà bộ hành hay khách nhàn du nhìn lên vẫn cứ ngỡ là những rễ vấp hay rễ lúa đang độ thu hoạch của những người thượng vùng Pleiku, bang Mây thuộc phố bộ, vì những khu rễ đó cũng được chăn đầy dây với những mảnh giấy vải đủ màu sắc dán đầy trên các sợi dây để khi gió lên giấy bay phất phơ nghe xào xạc đuổi đi chim muông hay khỉ vượn tới tàn phá bắp lúa và hoa màu. Có khắc chăng là ở hành lang của những căn nhà này còn chứa thêm những đống củi khô và những bao thức ăn của heo bốc mùi thơm thẩm hay bàn bạc khắp một vùng mà dân Sài Gòn gọi là hơn cán búa miền Bắc. Có ai ghé thăm khu cư xá Ngân hàng Kỹ nghệ hay Thương mại Kỹ nghệ ở đường Phan Chu Trinh, sau lưng tòa sơ thẩm Gia Định hay là Ủy ban Nhân dân quận Bình Thạnh, thì sẽ thấy thảm họa của khu cư xá sang trọng này. Khu cư xá mà hàng hiên các tầng lầu hay trệt đều lót đá hoa màu xám bóng, có bồn trồng hoa và cây kiểng ở mỗi hàng hiên của mỗi căn nhà trong khu cư xá 4 tầng lầu này, và mỗi nhà đều có chỗ đậu xe hơi riêng biệt trong một khu nhà xe chung, có cổng sắt cửa lớn cho xe hơi và cổng phụ cho người. Các trang bị nhà tắm, bồn cầu đều tự động bằng men sứ, phòng tắm và tường phòng tắm đều lót gạch men bông rất sang trọng, mà nguyên liệu đều nhập cảng từ Nhật. Tất cả cửa sổ, cửa chính đều hai lớp kính và song sắt lầu đúc bê tông. Thế nhưng khi cán bộ chiếm dụng rồi, gạch lót hàng hiên bị gỡ, nhà xe bị tháo mái lấy tôn, các bồn bông và cây kiểng bị lấp đầy đất, khu đất trồng cây che mát ở hông nhà khoảng 300 m² được phá hủy để xây chuồng heo cho các gia đình cán bộ nuôi heo cải thiện. Nhà tắm của các tầng lầu đều dùng để nuôi heo, và tất cả các tầng lầu ở phòng tắm đều bị thấm nước phân heo, các đường ống bị tắc nghẽn vì phân heo ứ động không thoát nước. Khu cư xá sang trọng biến thành một chuồng heo cao cấp, ai ngang qua cũng ngửi mùi phân heo, lại cứ tưởng là mùi từ sóng lò heo bay ra. Hãy đến khu cư xá Nguyễn Kim, khu cư xá Lữ Gia, tất cả các chung cư đều chung số phận. Ai đi ngang qua dãy nhà cao tầng ở đường Phan Thanh Giản, khu đa cao, mà ngày đó quen gọi là nhà 11 tầng, ngỡ mặt nhìn lên các tầng lầu cũng đều thấy quần lót, áo lót phơi đầy trên các lan can của các tầng lầu, đầy đủ màu sắc phất phơ như bướm. Ngay trung tâm Sài Gòn, khu Lê Lợi, Tự Do, Hàm Nghi, cửa Bắc, cửa Tây, khu nhà lòng Sài Gòn, đầu đầu trên các lan can tầng lầu cũng phơi đầy quần áo lót. Hòn ngọc Viễn Đông đã tàn rồi, cũng ví như tiếc thay cây quế giữa rừng, hay là tiếc cho một đóa hồng nhung lại trồng trên một đống phân trâu mà các cụ ngày xưa quen ví von. Câu nói đầu môi của những cán bộ quản giáo và giám thị trại giam quen nói là Mỹ ngụy cút rồi còn để lại những tàn dư của tệ nạn xã hội tại miền Nam. Ngày trước, những lần về phép, hay những kỳ nghỉ phép dài hạn của các kỳ thi đại học, tôi có rất nhiều thời gian cùng đi hoang với bạn bè thâu đêm,
nhưng không thấy cái náo loạn của Sài Gòn về đêm, ngoại trừ ở những vũ trường mà chúng tôi đến. Nhưng không khí của vũ trường là nhộn nhịp, mà cũng không phải là náo loạn như đường đêm Sài Gòn bây giờ, đầy dãy và đâu đâu cũng bắt gặp những người đẹp ăn xương từ trung tâm Sài Gòn như Nguyễn Huệ, Tự Do, Hàm Nghi, cho đến khu Nguyễn Văn Học, Gia Định, Thanh Đa, Chợ Lớn khắp mọi nơi. Có phải chăng Mỹ Ngụy dù đã đi 9-10 năm rồi mà vẫn còn gửi cái tàn dư này về cho các cán bộ cộng sản hưởng dụng hay không? Hay là chính các cán bộ đã vận dụng và sáng tạo ra môi trường và hoàn cảnh cho thích nghi với dục vọng của chính họ? Lối ăn chơi của đám cán bộ thật tàn bạo và người dân Sài Gòn thì đành chịu câm và chịu đựng. Khu Chợ Trời ở đường Nguyễn Thông, ở ga Hòa Hưng cũng nhộn nhịp không thua gì Chợ Trời Huỳnh Thúc Kháng, Hàm Nghi, Chợ Nguyễn Thông, còn là đặc sản của thuốc Tây. Ai cần nước biển, kháng sinh, trụ sinh nhập cảng đều phải đến Nguyễn Thông. Ai muốn uống rượu ngoại, bia lon ngoại quốc cũng phải đến Nguyễn Thông. Lương một người giảng dạy tại đại học là 94 đồng đến 112 đồng một tháng. Lương một thầy giáo cấp 3 là 60 đồng đến 84 đồng. Lương một cô giáo dạy cấp 1 là 55 đồng. Lương của một công nhân là 65 đồng đến 75 đồng. Thì ở chợ Nguyễn Thông, cán bộ, bộ đội tới đặt mua vì hàng không có đủ để cung cấp. Một chai Hennessy là 180 ngàn đến 250 ngàn. Một thùng bia lon của Nhật là 200 ngàn. Thằng ơi, dân Sài Gòn đã không còn nước mắt. Các cụ già đi buồn vẫn tâm tình với đám tù cải tạo. Các cụ già khi buồn vẫn tâm tình với đám tù cải tạo. Vì chỉ có đám này các cụ mới tin. Ông ơi, trời cho con đĩ đi dạy. Ông quan đi đất, ăn mày đi ô. Và thực ra thái độ sống của đám cai trị đối với dân Sài Gòn bị trị đã trở thành bức tường ngăn cách ngày càng xa và càng cao. Nhìn một chú bộ đội đến chọn mua quần cũ ở một sạp hàng ở chợ Huỳnh Thúc Kháng, cô bán hàng đon đã mời. Nè chú bộ đội, chú lấy cái này đi, cái này tốt lắm, chồng em chỉ cưới mặt có vài lần. Chú bộ đội đi rồi, cô quay sang người khách miền Nam. Đúng là cán búa, dân Sài Gòn bỏ đi tụi nó mới mua được đem về làm của. Ngoài chợ trời, Sài Gòn bây giờ từ hang cùng ngõ hẻm lại mọc lên những quán nhậu ở vỉa hè và lề đường, từ Cầy Tơ, nay Đồng Quê, quán nhậu với Đế Gò Công, Đế Gò Đen, Đế Quốc Doanh, rồi chè ba màu, bảy màu, đâu đâu cũng có. Có phải vì dân Sài Gòn đã thiếu dinh dưỡng trầm trọng, nên cơ thể bù đắp bằng chất ngọt hay không tôi không hiểu, nhưng những quán chè lề đường hay chè gánh đã trở thành một ngành buôn bán kiếm ăn. Người đã đi rồi hồn về nơi miên viễn, cuộc phù sinh như mộng thoáng mây bay. Cuối năm 1983, tôi có dịp đến thăm một gia đình người quen trong cư xá ngân hàng ở đường Phan Chu Trinh. Ông cụ bị bệnh nặng, người con lớn mất tích trong chiến trận. Con thứ hai đi tù cải tạo chưa về. Con thứ ba trốn ra ngoại quốc năm 78. Nhà chỉ còn một cô con gái và một cậu con trai đang học cấp 3. Tôi đến thăm thì ông cụ đã đi rồi. Nhìn di ảnh của cụ, tôi nhớ lại thuở nào, khi các con cụ thành đạt, lúc gia đình còn đầm ấm sung túc, một gia đình trung lưu với một đời sống công chức ngạch A, lương không dư nhưng không thể nào thiếu, mà bây giờ chỉ còn là cái vỏ bên ngoài, mà nét tôn nghiêm ngày nào đã không còn nữa. Bệnh hoạn trong giai đoạn này là một đại bất hạnh, thuốc không đủ hay không có, bác sĩ các bệnh viện thì đám học tập cải tạo không được tin dùng, đám tốt nghiệp chính quy của Hà Nội thì chữ aspirin còn không biết viết, lấy đâu kinh nghiệm để điều trị, gia đình không tin tưởng nên cứ để ông cụ nằm nhà, và nhờ một vị bác sĩ tu nghiệp từ tiệp khác trở về, ở cùng cư xá coi mạch hậu. Ông ta bảo cần thuốc gì thì gia đình ra chợ trời tìm kiếm, nhưng ông cụ bị bệnh phổi quá nặng đành phải ra đi, dầu là gia đình còn những thứ gì có thể bán đều đã bán hết để lo cho cụ.
Bà cụ kể lại cho tôi rằng một ngày trước khi ông cụ ra đi, bà hỏi ông muốn ăn gì, thèm thứ gì. Ông cụ thều thào trả lời muốn ăn một tô miếng gà và một miếng chả lụa. Nhưng trong nhà chỉ còn 20 đồng bạc. Mua chả lụa thì không mua được miếng gà, mà cũng chẳng biết vay mượn vào đâu ở thời buổi này. Thật là khổ quá. Cháu nội thì còn nhỏ, dâu thì lo gánh một gánh nặng 3 đứa con thơ. Nên cuối cùng tôi đành bảo con Hoa mua cho ba tô miếng gà. Chỉ lấy miếng không lấy thịt. Và nói thật với chủ tiệm xin họ giúp cho. Lại ghé xe bánh mì mua một lát chả lụa mà thôi. Cũng nói thật với họ như thế. Con cháu mắc cỡ, nó không dám nói với người ta, lại viết ra trên một mẩu giấy. Ba tôi bệnh nặng lắm, có lẽ phải chết. Thì thào với mẹ tôi là thèm một miếng miếng gà và một chút chả lụa. Nhưng nhà tôi chỉ có 20 đồng. Xin bà bán cho một chén miếng không lấy thịt để tôi còn tiền mua cho ba tôi một miếng chả lụa. Nó đưa cho bà bán miếng mảnh giấy rồi vội vàng quay mặt đi, mà giấu nước mắt đang chảy đầy trên mặt. Bà bán miếng múc cho nó một tô miếng gà đầy, rồi chạy đến xe bánh mì gần đó. Nó với người bán bánh mì cắt một khúc chả lụa, gói lại trao cho bà và bà quay về đưa cho nó và bảo, chúng tôi biếu cụ, xin Chúa giữ gìn cụ. Thế nhưng khi mua về, ông cụ chỉ nếm được một chút mà thôi. Về nhà con Hoa kể lại sự việc, tôi cũng cảm động rơi nước mắt. Vâng, đó là tình của con người Sài Gòn, nhưng chỉ là người Sài Gòn thôi, không phải dân Bắc. Cơ cảnh này, ông ơi, thật không tài nào ngờ được lại xảy ra trong đời tôi. Bà cụ vừa kể vừa rơi nước mắt. Mà tôi cũng không cầm lòng được, đành ôm lấy bà mà khóc. Quả thật ở hoàn cảnh này có thương nhau chăng cũng đành chịu, mà có khi còn không dám tới lui thăm viếng vì sợ bị liên lụy. Liên hệ mật thiết với gia đình Ngụy, có con phản động chạy theo Mỹ Ngụy ra nước ngoài. Cuộc sống hôm nay đem tôi trở về với đời sống của người dân miền Bắc đầu thập niên 52-54. Vào thời đó, bộ đội Bắc Việt áp dụng chính sách cùng ăn, cùng ở, cùng làm với dân. Nên trong các thôn làng của quê tôi, có từng tiểu đoàn bộ đội về cùng ở với dân. Và dân trong xã phải nhận làm hàng sáo cho bộ đội, nhận lúa về xây, và được phép lấy cám để ăn. Có những gia đình vì quá đói đã ăn gian bằng cách, sau khi xây lúa ra gạo, đã giả gạo lâu hơn để có nhiều gạo nát. Gạo nát là tấm. Sau khi sàn sẽ rơi xuống và đem trộn vào trong cám, và như thế là gia đình tuy ăn cám, nhưng vẫn có tấm gạo ở trong đó. Cứ tháng một lần, bộ đội tổ chức ăn chung với dân, những lần ăn cơm chung như thế, dân mới có được những bát canh rau muống rau lang nấu với thịt hộp của Liên Xô viện trợ, và những bữa ăn đó đã trở thành niềm mơ ước và trông chờ của người dân làng tôi thuở đó. Dân bắt đầu khen bộ đội cụ Hồ. Sài Gòn bây giờ là vậy, người Sài Gòn bây giờ là vậy. Và niềm mơ ước bình dị của tôi là kiếm được một việc làm để phụ giúp gia đình đã trở thành mộng mị trong hoàn cảnh xã hội hôm nay. Trong khi đó, những đe dọa ngày càng gia tăng. Vài người tôi quen biết đã bị bắt trở lại. Minh Hùng ở quận Bình Thạnh. Dù hai người này đã xin được làm nhân viên trong ngành giáo dục. Nỗi lo lắng và sự bất ổn trong cuộc sống hôm nay làm tôi nhớ lại những chuỗi ngày ở trại cải tạo Mê Văn vào những năm đầu. Những con đường lầy lội, những đám rừng đầy xác lá ướt sũng và một đoàn người lầm lũi bước đi như những xác chết không hồn. Dù hôm nay tôi không còn nhìn thấy ngọn núi cao mù mịt đầy xương của Văn Doan, cũng không còn phải dẫm chân lên bao xác lá ẩm ướt mà dù mưa hay nắng vẫn không mất mùi mốc xông lên. Con đường dốc đứng dài hơn 2 cây số ở rẫy mì mà mỗi ngày hai bạn tôi phải leo lên và tụt xuống với một bao củ mì. Nhưng bây giờ là sau mỗi đêm qua đi, khi mọi người vội vã đến sở làm, tôi còn lại một mình trong căn nhà đóng bít các cửa như lẩn trốn ánh sáng. Tôi như là đang mang tâm trạng của một tội đồ không dám nhìn người qua lại, thèm khát bao cái hồn nhiên, vui vẻ và vô tư của những kẻ láng giềng.
Tôi ao ước và thầm nghĩ, biết đến bao giờ tôi đi ra trên con đường đầu ngõ, cuối xóm, không còn phải lầm lũi như chạy trốn. Trên môi tôi nở được một nụ cười tự nhiên, tâm hồn tôi thanh thản vì tôi đang sống trong cuộc sống ung dung, điềm nhiên và tự tại. Nhưng thằng ơi, tất cả điều quý báu đó đã mất rồi, bao hạnh phúc nhỏ nhoi và những vụn vặt đó bỗng nhiên đã trở thành to lớn và vô cùng quý giá, nay đã không còn nữa. Ngày lại ngày, tôi sống trong mòn mỏi và phập phồng của một người khách trọ, vì rất có thể và bất cứ lúc nào, người ta cũng có quyền đuổi tôi ra khỏi nhà mình để đem đến một trại giam nào đó, một nông trường hay một trại tập trung cưỡng bức lao động. Và chỉ cần một tấm giấy, một chữ ký của cơ quan công an, tôi có thể bị buộc vào bất cứ một tội danh nào mà người ta nghĩ rằng tôi làm được, hoặc người ta muốn ghi lên. Công lý chỉ có trong tay người cầm súng. Có những chiều thứ bảy sau giờ cơm tối, tôi thường đạp xe lang thang đến những khu phố cũ mà ngày xưa tôi quen đi, hoặc là những nơi tôi từng ở, như khu Bùi Phát ở đường Trương Minh Giảng, để tìm lại chút gì của thời xưa đã mất, hay là cố tìm xem trong ký ức tôi những năm tháng bình dị của thuở thiếu thời trọ học, mà nay đã thành những nỗi nhớ khôn nguôi và niềm nối tiếc vô hạn. Ga Hòa Hưng, con đường Nguyễn Thông nối dài xuyên đến Lê Văn Duyệt, cống Bà Xếp, con hẻm mà một thời nổi tiếng là Trùm Du Đảng, mà cũng là nơi vua Hoàng đế Đại Thánh xuất hiện ở đầu thập niên 1960. Con đường này vốn rất quen thuộc của tôi và Long, Nguyễn Mạnh Sang, một thời. Gia đình bác V và chị Hiển, Điệp, ngôi nhà chúng tôi thuê, Cúc và Hồng bán quần áo trẻ em ở Tạ Thu Thâu. Không biết bây giờ những người quen cũ ra sao, dù tôi rất muốn ghé vào thăm họ, nhưng lại sợ người ta liên lụy, đành cúi đầu vừa đạp xe vừa tưởng nhớ căn gác nhỏ. Hai đứa mướn ở học một năm, ngọn đèn dầu leo lét không đủ sáng cho cái bàn siêu vẹo mà tôi và Long ngồi chung trên căn gác đó. Và đặc biệt là khuôn mặt chị Hiển, con gái của bác V chủ nhà. Khuôn mặt thân ái đến với tôi trong mỗi lần nhớ về Ga Hòa Hưng, kể từ khi bỏ lại căn gác nghèo nàn này. Những con đường vắng lặng của khu Tú Xương, Hồ Xuân Hương đầy bóng mát của quận 3, mà những chiều thu về, lá me rơi nhẹ nhàng trên tóc khách bộ hành qua lại buổi hoàng hôn. Con đường Duy Tân nổi tiếng với ngôi trường luật, mang nét đài cát của những thiếu nữ công trang, hay Gia Long dài hông hốc với những tà áo xanh của giờ tan học. Tôi lang thang đạp xe qua Bùi Thị Xuân để đến Cống Quỳnh mà nhớ về quán cơm anh Vũ một thời đã nuôi tôi, với mỗi bữa ăn 5 đồng thuở đó, cầu kho Trần Bình Trọng hay Nguyễn Biểu chợ quán. Không hiểu bây giờ căn nhà 81 Trần Bình Trọng còn là của tu viện Si Tô hay không, tôi không dám hỏi, dù là đang ngang qua khu phố này. Trường Đại học Khoa học, Công viên Cộng Hòa, trường Bác Ái rồi Lý Thái Tổ, mà hôm nay mọc lên những cây tơ, nay đồng quê, hay à đây rồi cho khách nhẩm xà vui hưởng. Rồi từ đây tôi lại theo Phan Thanh Giảng, đạp về ngã tư xa lộ, ngang qua khu nhà 11 tầng, đến ngã tư Hàng Xanh, lại theo Hùng Vương qua Thị Nghè để về Sở Thú. Con đường Hồng Thập Tự, ở nơi đây la liệt những quán nhậu ở hai bên, giàu nghèo, sang hàng đều ghé lại đây để nếm mùi thịt nướng với lá mơ chấm xạ của món nay đồng quê truyền thống. Tôi thích nhất vẫn là những khu xóm nghèo lao động như khu xóm Chiếu, với thánh đường du xe nho nhỏ ở bên kia Khánh Hội, từ cầu Trịnh Minh Thế đi vào, hay khu chợ Hòa Hưng, với con hẻm nhỏ đi ngang qua Tô Hiến Thành để về Bộ Tư lệnh Biệt động Quân, hoặc ngược lên để về hướng trại Hoàng Hoa Thám, đối diện Nghĩa Trang và bên hông Phước Hải, để vào cư xá sĩ quan Chí Hòa. Đã rất nhiều lần ngang qua khu cư xá này, tôi muốn vào dãy ô để tìm lại Trung tá DVK hay gia đình Đại tá HTT,
nhưng rồi lại e sợ không bước vào, nên chẳng hiểu bây giờ những người đó đang ở nơi đâu. Gần như những nơi tôi quen đi ngày cũ, những khu phố chợ ngày nào tôi yêu thích với ít nhiều kỷ niệm vương vãi đầy dẫy trong quá khứ, là những nơi tôi quen đi tìm lại những quý báu đã mất, và biết rằng những gia sản ấy mãi mãi tôi không thể nào có lại. Và có lẽ vì thế mà tôi đạp xe lang thang hết hang cùng ngõ hẻm của Sài Đô, dầu là những chỗ xa xôi như cầu Chữ Y, cầu Nhị Thiên Đường, khu đường Nguyễn Huỳnh Đức ở quận 6, hay là khu Gia Định với lăng ông nghi ngút khói hương những ngày Tết, Tết cổ truyền. Lăng ông bây giờ cũng như bãi tha ma ngoại ô, bao hình hài tượng đá đã không còn, mà còn lại hình tượng vị tả quân khai phá đất Gia Định ngày nào, thì những người mới cũng đã đập phá, cho nứt đổ, lỗ loan vết đập, để khu di tích này thành hoang phế lạnh tanh. Tòa hành chánh Gia Định đã thành trường đảng Nguyễn Văn Cừ, trường Nam Tiểu học đã là trường phổ thông cơ sở Hà Huy Tập, trường nữ trung học Lê Văn Duyệt ngày nào thước tha những tà áo trắng ngây thơ thuở đó, bây giờ đã đổi tên là Võ Thị Sáu. Trường Hồ Ngọc Cẩn cổ kính ngày nào, nay đã là trường phổ thông cơ sở cấp 1. Trường trung học Thánh Mẫu đã đổi thành trường cấp 2 Lam Sơn. Dân Sài Gòn thật chẳng biết Võ Thị Sáu hay Nguyễn Thị Minh Khai là ai. Tất cả đã trở thành xa lạ, lạ như những thành phố ngoại bang xa xăm, ở một chỗ nào mà dân Sài Gòn chưa hề nghe đến một lần. Chợ Bà Chiểu lại có thêm những con đường bán thuốc tây và quần áo cũ, phô bày cái xác xơ của một tỉnh lỵ cơ hàn, còn tệ hơn cả những ngôi chợ tỉnh nhỏ cao nguyên như là Phố Bổng hay Quảng Đức. Chợ Thị Nghè cũng tương tự, những gánh cháo, xôi, củ mì của những người buôn gánh bán bưng tạm bợ, và những phòng thịnh thuở nào bỗng nhiên cũng biến mất. Không ai còn tìm lại được cái tưng bừng ồn ào của một ngôi chợ sinh ra trong lòng một nền kinh tế ổn định và thịnh vượng. Cũng tương tự như năm 1952-1954, Sài Gòn đầy dẫy xe đạp và xe ba gác, xích lô đạp, còn Honda, taxi, Vespa, Super Spring, xe hơi Toyota, Mazda, Datsun, Bogo, Lada Lạt đã bỗng nhiên bốc hơi khỏi Sài Gòn chợ lớn Gia Định từ hồi nào. Không ai để ý, Sài Gòn chỉ còn xe đạp và xe đạp cũng đã trở thành phương tiện di chuyển hiếm hoi. Chỉ những gia đình khấm khá mới giữ lại được, còn thì cũng đã bán cho dân bộ đội hết rồi. Một đêm nào trên đài vua, tôi bỗng dưng nghe được, Sài Gòn ơi, tôi đã mất người trong cuộc đời. Sài Gòn ơi, thôi hết những ngày vui tuyệt vời. Tôi nghe dù là tiếng được tiếng mất, mà lòng vẫn đầy xúc động. Quả thật đã mất rồi, những hơi hướng ngày cũ cũng chỉ còn lại một dư âm, và cảnh tưng bừng náo nhiệt của Cộng Hòa chỉ còn là tiếng đồng vọng trong lòng tôi. Dù tôi vẫn sống trên đất Sài Gòn, vẫn sinh hoạt trong lòng Sài Gòn, nhưng linh hồn Sài Gòn đã vĩnh viễn ra đi, và tinh thần của Sài Gòn cũng đã tạ từ những máu thịt châu thân của nó. Sài Gòn bây giờ như một cái xác không hồn than ngôi. Tâm trạng này nhận chìm tôi trong tuyệt vọng, mà dĩ vãng lại đã giải thoát tôi, dù dĩ vãng đã chìm sâu thâm thẳm trong ký ức tôi từ thuở nào. Thuở đó đã xa xôi và chôn liệm trong lòng tôi kín rồi. Bây giờ mỗi lúc nghĩ lại, tôi chỉ còn nghe hơi hám như bụi nhang có một ngăn tủ nào hàng năm chưa có dịp mở ra. Ngày ấy tôi chơi thân vô cùng với chị giáo sư Vinh Sơn, dù đã mười mấy năm trôi qua, những kỷ niệm của thời vàng son thơ mộng đó mãi mãi vẫn êm ái trong lòng tôi. Cuộc sống với những sinh hoạt quanh tôi không cô mang những bận tâm và lo lắng nào. Ngày hai buổi đi dạy chờ hết giờ để về nhà đàn ca và viết báo. Tâm hồn chúng tôi thuở đó chỉ biết yêu bao cái người yêu. Chỉ si mê bao cái phải si mê, luôn luôn thanh thản để mặc theo nét hào phóng và sảng khoái của đời. Cuộc sống vốn nhẹ nhàng mà tâm hồn chúng tôi cũng vô tư chưa vẫn đục. Tôi nhớ chị với bài thơ có tên Tình là một hàng dọc,
mà đến nay tôi đã quên mất. Nhưng hàng dọc khi ghép lại là tên của một cô học trò anh yêu, Hồng yêu dấu. Em có yêu anh? Những buổi chiều sau giờ cơm, chúng tôi thường đem ghế ra hàng hiên ngồi tán dóc, hút thuốc và đọc thơ, căn gác ở đường Phạm Phú Quốc hay ngôi nhà ở Lý Thường Kiệt, con hẻm số 5 đường Võ Tánh, hay nhà chị Cúc, nơi chúng tôi ở trọ và ăn cơm tháng mãi mãi là kỷ niệm êm ái nhất trong đời mình, mà mỗi khi nhớ lại, lòng vẫn không ngăn được bâng khuâng. Nỗi vui mừng là lần đầu tiên tờ Tiếng Cao Nguyên do nhóm Đồng Hoang thực hiện được ra mắt độc giả. Mỗi tháng một số, nhóm chúng tôi có chị giáo sư Vinh Sơn, Văn Hưng Đức, Minh La Sang, Hưởng Bán Công Triều Sang, Phối Trí Viên Điềm Sơn, Trung học Ban Mê Thuộc, Y Danh Buôn Giả, Y Niết Khu và một số người đẹp như Thủy Lưu, Ngọc Quế, Minh Phương, Ngọc Ẩn, góp tay thực hiện cặm cụi viết, cặm cụi đánh máy và quay stencil. Hàng tháng chúng tôi cũng ra được vài trăm cuốn dày hơn vài trăm trang. Nỗi vui và cuộc sống của trang lứa chúng tôi trong 10 năm trước là ở đó, và tâm hồn chúng tôi quấn quýt trong cảm xúc sinh hoạt của xã hội quanh mình, mà sau này khi rời xa chốn cũ, một đôi khi tôi còn nghe mơ hồ, như đâu đó đồng vọng những âm xưa gọi tôi về kỷ niệm. Tôi yêu bài Ngày Xa Lạ với bốn câu: hồng nào đã ôi rồi, cánh xuân nào đã ngà, vàng bay trong lưng trời, sao ta còn xa lạ. Cái xa lạ ấy mãi mãi còn xa lạ với tôi trong suốt quãng đường đời. Từ xa lạ này qua đi, tôi lại bắt gặp bao nhiêu cái xa lạ khác, mà mỗi vẻ một nét để cảm xúc trong tôi, như vô cùng vô tận. Và cứ thế để hàng đêm, tôi ngồi viết thư tình, viết rất nhiều nhưng tình vẫn còn không. Nhớ về chỉ vãng, sống bằng kỷ niệm, tôi quên mất những phụ phàng quanh tôi, quên cả tôi bên đời tuyệt vọng, mà hồi tưởng thuở đến trường của năm tháng xa xưa, cây tiểu du dương, mà thầy Kiều Công Gia đã dịch từ bài giảng văn ở thế kỷ 17 có một nữ văn hào người Pháp tôi yêu thích. Âm tiểu du dương và giọng nói của thầy tôi còn mang theo đến hôm nay. Có phải kỷ niệm nào cũng đẹp, cũng êm ái nên thơ không? Tôi không biết. Tôi chỉ biết rằng đời thật tôi đang sống đã đẩy tôi vào kỷ niệm, và kỷ niệm đã cho tôi lẩn trốn nỗi hãi hùng và sự cô đơn quanh tôi. Và hạnh phúc của tôi bây giờ là đó, hạnh phúc chỉ còn lại bấy nhiêu thôi. Tôi mơ hồ liệm chết bên dòng sông dĩ vãng triêu phong mà quên đời thực tại. Chị Hai Hưởng, Văn và Minh, những người bạn bình dị với cuộc sống giản dị có 14 năm về trước, bây giờ có phút nào để hồng trôi về dĩ vãng như tôi không? Hồng hay Duyên, Tuyết hay Như Nguyện, Minh Phương hay Đăng Quế, những bóng dáng đã làm tôi xúc động một thuở nào, bây giờ biết đã về đâu. Thường khi đi tìm dấu yêu ngày cũ, như truy tìm chứng tích ấu thơ, tôi vẫn thấy lòng mình rung động lạ thường. Tôi cứ ngỡ tôi như con tàu chạy qua những bến ga đời nghiệt ngã. Nhưng mà ở mỗi bến ga, tôi lại cảm nghe lòng đầy tiếc nuối, mà chẳng hiểu được vì sao. Và lòng tôi bỗng như xe lại, tôi ngại ngùng với những sân ga kế tiếp trên đường. Thương thay những đời người làm cách trọ như tôi hôm nay. Bạn hỡi, tôi thường thương bến ga, có khi nếu kéo chuyện chia xa, mà không bé nhỏ ga đành chịu, đưa tiễn tàu đi khóc xót xa. Sài Gòn, tháng 3, 1984, Tử Du, Nguyễn Định. Xin cảm ơn tác giả và cảm ơn bà con mình đã lắng nghe.